Chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn, chào mọi người đã quay trở lại với K Center. Ngày hôm nay thì K Center xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn về một mẫu Mercedes-Benz, một mẫu xe Đức mà trong cái tầm giá để trải nghiệm rất là rẻ thôi, mà hợp lý thôi, chỉ có hơn 800 triệu đồng. Cụ thể đây là 880 triệu đồng cho một chiếc Mercedes-Benz E-Class luôn quý anh chị và các bạn nhé. E250 sản xuất 2014. Thì chúng ta cùng xem qua một vòng quanh về nội ngoại thất của chiếc xe này nào. Về tổng quan thì form dáng của dòng Mercedes tầm đời này vẫn chưa hề lỗi thời. Đến tận bây giờ là 2022 mà những chiếc xe từ 2014, những chiếc xe này trông vẫn cực kỳ là đẹp mắt luôn. Chúng ta có thể để ý là E250 thì sẽ có thêm cửa sổ trời cũng như là mặt ca lăng sẽ thể thao hơn quý anh chị và các bạn nhé. Cụm đèn vẫn còn rất là sáng này, không hề có một chút xước sát nào ở phần cụm đèn. Chủ xe phải gọi cực kỳ là giữ gìn luôn. Biển số là biển số Hà Nội đã bấm lại rồi, 30H21466, biển rất là tươi. Nó cốp chúng ta chỉ cần bấm mở nhẹ cái là nó sẽ lên, còn nóng thì chúng ta dùng cơ nhá, gọi là cốp cơm. Về phần sơn xi, keo chỉ thì mọi thứ vẫn đều ở trạng thái gọi là rất là xuất sắc. Chiếc xe này cực kỳ cứng cáp luôn. Về phần đời này thì thân vỏ xe sẽ cứng cáp cũng như là cái kim loại sẽ nặng hơn so với là các đời về sau. Là khi mà đi chiếc xe này chúng ta sẽ có cái cảm giác là nó đầm và nó chắc hơn, nó nặng xe hơn. Đi cảm giác lái nó cũng sẽ thật hơn. Rèm che nắng cả phía sau, táp ni cửa, những cái chi tiết da cũng như là ốp, mọi thứ rất là đẹp nhá. Xe đang bật radio, chúng ta sẽ bật bé đi sau. Cửa gió hàng ghế sau đầy đủ, không lo nắng nồi hay là nóng. Cửa gió hàng trên cái cửa đây, những cái phím bấm nhiều ghế đem 3 vị trí cho hàng ghế trước. Gương kính chỉnh điện, đèn tự động. Ghế còn rất là mới và rất là đẹp. So với năm sử dụng và so với số km đi thì chiếc xe này là một trong những chiếc xe khá là đẹp. Cần số ở đằng sau vô lăng, chúng ta gọi là gẩy số vô lăng quý anh chị và các bạn nhé. Trên E250 thì chúng ta có thêm cái là cửa sổ trời và mặt ca lăng thể thao hơn, như lúc đầu video em đã nói rồi, là một trong những cái điểm khác biệt khá so với phiên bản E200. Phiên bản E200 thì chúng ta sẽ trông form dáng nó có phần không được trẻ trung như chiếc xe này đâu. Còn chiếc xe này bên đằng sau Oppo các thứ là cũng khác, la răng cũng rất là thể thao, cứng cáp hơn. Còn vẫn như thường lệ thì động cơ khoang máy, mọi thứ về chất lượng xe thì K Center vẫn cam kết đầy đủ cho quý anh chị cũng như là các bạn. Xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngấm nước. Máy móc động cơ hộp số khung gầm là nguyên bản, không có qua đại tu, sửa chữa hay bổ máy. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa là 70% giá trị xe. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.